Chào các bạn, hiện tại trên tay mình đây đang là một cái hộp sản phẩm camera hành trình dành cho xe máy, ô tô hoặc là cho bạn nào chơi thể thao. Nó có tên là camera hành trình xe máy SC1. Rồi, đầu tiên chúng ta xem là cái giá nó là bao nhiêu nhé. Hiện tại như các bạn thấy, cái sản phẩm này được cung cấp bởi sống.vn.com đang bán với giá ưu đãi là 1.999.000. Và ở đây thì bên này người ta có tặng thêm 3 tháng bảo hành, nâng cái mức bảo hành tổng cộng, cái thời gian bảo hành lên là 15 tháng. Ngoài ra tặng thêm combo 2 pin, một đốc sạc nhanh trị giá 300k, rồi hàng chính hãng, rồi tặng gấp 10 lần giá trị, rồi nói chung là một lưu loa. Rồi, quan trọng là cái thực tế thôi, chứ còn giới thiệu ra thì cũng không ai biết được cái chất lượng nó như thế nào đúng không ạ. Thì chúng ta chỉ có quan trọng nhất là cái thực tế. Bây giờ mình tháo ra cho các bạn xem là bên trong có những gì, rồi chúng ta test thực tế xem nào nhé. Rồi, đây là cái phiếu bảo hành của Sống China Shop camera SC1 bảo hành 15 tháng. Rồi, ok anh em. Và bây giờ mình sẽ test thực tế. Thứ nhất là đi xe, sau đó là chúng ta sẽ đi bộ xem là cái khả năng chống rung và cái chất lượng hình ảnh của cái camera này xem như thế nào nhé. Và hiện tại mình đang ở chế độ là 1080p 60fps. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gắn vào cái xe máy. Mình sẽ để ngay vị trí này xem khả năng chống rung nhé. Lát nữa sau khi đi xe máy xong là mình sẽ đi với cái chế độ là đi bộ. Rồi, ok. Gắn vào đây thì cũng có cái khuyết điểm là cái nhược điểm là cái xe máy này nó sẽ bị rung, rung cái tấm này như thế này này. Người ta thử xem như thế nào nhá, để ngay chính giữa của xe luôn. Ok. Ở đây đang gặt mùa nên là có rơm. Đây, đi ra đường đất nhá. Đường đất này nó có vẻ là hơi rung đấy. Hiện tại bây giờ mình đang bật cái chế độ chống rung. Bật chế độ chống rung và 60 khung hình trên giây. Thì không biết là chất của đời, không biết là chất lượng hình ảnh nó như thế nào. Đường này là đường ngoài đồng, rất là rung. Không biết là hình ảnh như thế nào nữa. Ok, đi bộ xem. Hiện tại mình đang cầm tay luôn chứ không có gậy gì cả nhá. Đang là buổi chiều. Mình nhìn trên màn hình nhỏ thì thấy cái độ chống rung của nó rất là tốt đấy. Một cái camera giá rẻ nhưng mà có thể chống rung, có chế độ chống rung là rất là ok. Và hiện tại cái âm thanh mà đang ghi lại là ghi chính, ghi bằng của micro của camera luôn. Rồi, như vậy là mình vừa mới test xong ở chế độ Full HD 60 khung hình trên giây. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái chế độ cao nhất của cái máy này là chế độ 4K với 24 khung hình trên giây. Thì chúng ta thử trải nghiệm xem là 24 khung hình trên giây thì nó có giật hơn 60 khung hình trên giây không. Thì chắc chắn là nó sẽ có cái phần giật hơn. Đấy, các bạn thấy nó giật hình ảnh đấy. Nhưng mà độ nét thì chắc chắn là nó sẽ nét hơn rất là nhiều lần so với Full HD.
Ok, chúng ta thử đi bộ xem là với cái chế độ chống rung mà đang được bật, cái cấu hình hiện tại bây giờ của mình cài đặt lúc nãy á, nó là một các bạn nhé, không thay đổi gì cả, chỉ thay đổi mình cái khung hình và cái độ phân giải thôi. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ gắn vào xe máy và đi ở trên cái đường đồng này, sau đó là đi vào đường bê tông giống tương tự như lúc nãy để xem là nó có khác biệt không nha. Đường đồng này đất nó rất là dằn đó, rất là nhiều ổ gà ổ vịt. Không biết là đi xe như này các bạn có nghe thấy mình nói không? Hiện tại đang thu trực tiếp bằng cái mic của cái máy quay SC1 này. Đây, có hai người đang đánh kích cá. Rồi ok, như vậy là cái buổi test thực tế hôm nay là như vậy. Bây giờ mình sẽ chụp vài bức hình để cho các bạn xem là cái chất lượng chụp ảnh nó như thế nào nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay một đoạn dưới nước xem nó sẽ hoạt động như thế nào nhé. Đây, mình đang gắn vào một cái gậy như thế này. Và ở cái điện thoại này mình đang kết nối với cái máy quay. Đấy, rồi chúng ta cho xuống nước nhé. Rồi như vậy là các bạn thấy tất cả ở trên bàn đây đều là phụ kiện đi kèm theo cái chiếc camera hành trình SC1 này. Ngoài cái ở đây là cái quà tặng này, quà tặng kèm là hai cục pin và một cái đốc sạc nhanh cùng với cái camera chính. Thì ở đây có rất là nhiều phụ kiện. Phụ kiện ở đây các bạn có thể gắn lên xe máy này, có thể gắn lên ô tô, có thể gắn lên mũ bảo hiểm, có thể đeo trên tay
các bạn có thể gắn được tất cả những cái gì mà các bạn cần muốn gắn. Đấy, các bạn thấy rất là nhiều cái đi kèm theo luôn, những cái rất là nhỏ như này. Rồi, về cái phụ kiện này thì chúng ta không phải bàn đến nữa, bởi vì là nó quá là bá đạo rồi. Ok, và cuối cùng mình sẽ giới thiệu tổng quan về cách thiết kế của sản phẩm này và hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Thì đối với sản phẩm này thì cái cách sử dụng nó rất là đơn giản, bởi vì là bên trong này nó đều là cài đặt bằng tiếng Việt nên rất dễ dàng cho các bạn sử dụng nhé. Đầu tiên thì bên đây chúng ta có một màn hình này. Cạnh trên chúng ta sẽ có một nút này là nút bấm chụp và bấm quay, đồng nghĩa với việc là nút bấm OK khi chúng ta cài đặt. Bên cạnh phải này chúng ta sẽ có hai nút để lựa chọn lên xuống. Bên cạnh trái sẽ có một khe cắm thẻ nhớ, một jack mini HDMI. Cái jack này chúng ta sẽ truyền cái hình ảnh và âm thanh đi ra một cái màn hình khác. Tiếp theo là một jack micro USB để chúng ta kết nối sạc. Cạnh dưới này chúng ta sẽ có một cái nắp để bỏ khay pin bên trong đây. Và mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái ống kính và một cái màn hình phụ. Màn hình phụ này nó sẽ hiển thị các cái thông số cơ bản. Nút nhấn dưới đây nó là nút dẫn mở nguồn, tắt nguồn và chọn menu. Rồi, và đầu tiên chúng ta sử dụng thì các bạn phải cần chuẩn bị cho nó một cái thẻ nhớ. Thẻ nhớ ở đây tối đa là thẻ 128GB. Và các bạn cần phải lưu ý rằng ở trên thẻ nhớ phải có cái ký hiệu chữ C và số 10 bên trong. Có nghĩa là thẻ Clark 10 nó có thể đọc và ghi với tốc độ cao. Thì máy chúng ta đang quay ở chế độ được 4K mà, nên là các bạn cần thẻ nhớ tốc độ cao nhé. Thì các bạn chỉ cần dắt vào khe thẻ nhớ như thế này. Bật nguồn thì các bạn chỉ cần nhấn một cái ở đây thì nó sẽ khởi động lên. Rồi, ok. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn để chọn chế độ chụp hình và chọn chế độ quay phim ở đâu. Thì các bạn chỉ cần nhấn một nút phía sau này. Nó bây giờ thành một nút menu rồi. Thì các bạn thấy ở trên đây sẽ có quay phim này, chụp hình này, quay video timelapse này, chụp nhiều tấm, xem lại và cài đặt. Thì theo như mình biết thì các bạn sẽ thường xuyên sử dụng 3 chế độ này. Đầu tiên, nếu quay phim thì các bạn sẽ nhấn OK trên đây luôn. Còn nếu các bạn muốn chụp hình, các bạn sẽ nhấn chọn hai nút này để cho nó di chuyển. Đấy, cơ bản là như vậy. Ví dụ như bây giờ mình sẽ vào quay phim, các bạn sẽ nhấn OK. Rồi, và hiện tại bây giờ chúng ta đang ở quay 4K với 24 khung hình trên giây. Các bạn muốn thay đổi cái cấu hình thì các bạn sẽ nhấn vào nút phía cạnh này. Đấy, như các bạn thấy, tất cả các cái ngôn ngữ cài đặt ở bên trong cái camera này đều là tiếng Việt, nên là các bạn sẽ tự cài đặt trong cái phần như thế này nhá. Các bạn chỉ cần để ý đến cái phần là độ phân giải này, nhấn OK. Ở bên trong đây có 4K 24 khung hình trên giây, 2K 30 khung hình, Full HD 60 và 30 khung hình trên giây, và HD là 120, 60 và 30 khung hình trên giây. Đó là những cái lựa chọn mà các bạn cần biết như vậy thôi. Nhấn OK. Rồi, ngoài ra thì dưới đây còn một số các cái cài đặt khác, thì cái này các bạn tự tìm hiểu. Đấy. Ở nơi cái phần siêu rộng này thì có nghĩa là cái phần khung hình, các bạn lưu ý là khung hình nhé. Các bạn nhấn OK thì vào trong đây có 3 cái khung hình cơ bản, có nghĩa là cái độ rộng của cái hình ảnh nó thu lại. Thì rộng ở đây có rộng này, trung bình và nhỏ, thì đa số anh em đều để rộng để chúng ta có thể lấy được một cái khung hình rộng nhất. Đấy, còn nếu như bạn nào mà không thích thì các bạn để trung bình hoặc nhỏ thì tùy theo cái điều kiện các bạn quay. Rồi, mình sẽ quay lại. Đó là đối với quay video. Các bạn muốn quay thì bây giờ chỉ cần nhấn cái nút này ngay thôi. Đấy, như vậy là các bạn thấy hiện tại mình đang quay. Đấy, đúng không ạ? Đang quay với full với 4K 24 khung hình trên giây. Thì các bạn thấy hiện tại bây giờ cái khung hình nó rất là rộng luôn đấy. Đấy, ăn hết cái bàn của mình được luôn. Rồi, ok, dừng lại, chúng ta nhấn dừng. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chế độ chụp hình. Cũng tương tự như vậy, chúng ta nhấn OK. Thì muốn cài đặt cũng tương tự như video lúc nãy, cài đặt đây. Thì trong cái phần cài đặt hình ảnh này thì nó có những cái tùy chọn như là kích thước ảnh. Kích thước ảnh này thì các bạn vào cài đặt. Ở đây bao gồm có 40mm, 20mm, 16mm, 12mm. Và xuống đây còn rất là nhiều lựa chọn, 8mm và 5mm. Thì thông thường mình cứ để cao nhất là 40mm cho nó nét. Đó là cái cách cài đặt của mình. Còn xuống dưới đây còn nhiều cái cài đặt khác thì các bạn tự tìm hiểu nhé. Hiển thị ngày và giờ. Thì cái này là hiển thị ngày giờ khi các bạn chụp ảnh á, nó sẽ hiển thị cái ngày giờ nó nằm ở góc này. Nhưng mà chúng ta không muốn ngày giờ thì chúng ta sẽ tắt đi. Rồi, đó là đối với cái phần chụp ảnh. Và chúng ta sẽ đi qua với cái phần cài đặt.
Cài đặt của máy thì nó sẽ có bao gồm là chúng ta sẽ thiết lập cho wifi. Ở trên đây là bật tắt wifi để chúng ta kết nối với cái đồng hồ mà đi kèm theo sản phẩm, hoặc là kết nối với điện thoại để chúng ta sử dụng bằng phần mềm của đi cùng với sản phẩm. Còn ở dưới wifi SSID có nghĩa là chúng ta đặt cái tên của cái wifi, có nghĩa là cái tên wifi của cái máy quay này. Còn wifi mật khẩu thì chúng ta sẽ đặt mật khẩu wifi của cái máy quay này. Rồi xuống phần dưới này nó sẽ có một số các cái cài đặt khác thì các bạn tự tìm hiểu. ISO, cân bằng trắng, tần số, màu sắc, rồi độ nét. Rồi còn một phần các bạn cần chú ý đến là gyro, RSC, là cái này là cái chế độ chống rung gyro, thì các bạn cứ nên mở lên thì tốt hơn. Rồi tự tắt nguồn. Tự tắt nguồn có nghĩa là khi chúng ta không sử dụng gì thì nó sẽ sau 5 phút nó sẽ tự tắt nguồn, hoặc các bạn có thể vào cài đặt khác cũng được. Tiết kiệm pin. Tiết kiệm pin có nghĩa là sau chẳng hạn như màn hình sáng như thế này, chúng ta đang quay video thì chẳng hạn như 5 phút, đây đang cài đặt 5 phút, thì 5 phút sau màn hình nó sẽ tắt đi nhưng mà nó vẫn đang quay để nó tiết kiệm pin. Rồi thời gian dưới đây, âm bản phím ngôn ngữ. Thực tế ở đây nó ghi là Malaysia nhưng mà trên thực tế chúng ta bấm OK thì vào nó là tiếng Việt. Đó. Xuống nữa xoay màn hình. Xoay màn hình này khi chúng ta bật lên thì nó sẽ xoay ngược theo chiều này. Rồi format. Format đây là chúng ta sẽ định dạng lại cái thẻ nhớ. Ở dưới đây còn một phần nữa là chuẩn TV thì các bạn để nguyên là NTSC. Còn cái phần mà xuất ra TV. Xuất ra TV này có nghĩa là chúng ta sẽ xuất ra hình ảnh với qua cái cổng kết nối mini HDMI này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách liên kết cái camera này với lại chiếc đồng hồ điều khiển từ xa đi kèm theo cái bộ sản phẩm máy camera này, và chúng ta sẽ kết nối với điện thoại luôn. Đầu tiên thì các bạn cần vào phần wifi, các bạn nhấn OK để chúng ta bật cái chức năng wifi lên. Rồi khi này thì trên màn hình nó sẽ thông báo wifi. Rồi chúng ta sẽ bật cái đồng hồ điều khiển từ xa này, các bạn sẽ nhấn hai cái nút quay phim và chụp ảnh, nhấn giữ lại một lúc. Thì bây giờ mình đã mở rồi nên nó sáng như vậy thôi. Các bạn sẽ nhấn một lúc. Nếu như lúc đầu các bạn mở đó thì nhấn lâu như thế này thì bóng đèn này nó sẽ sáng lên. Sáng lên thì có nghĩa là nó đã kết nối với cái máy này rồi. Rồi nhấn mode để chạy lại này. Rồi hiện tại bây giờ đã trở lại rồi. Đây bây giờ mình thử bấm chụp quay phim nhé. Rồi như vậy là các bạn thấy hiện tại bây giờ thời gian đang chạy thì nó đang quay phim rồi. Chúng ta nhấn dừng này. Đấy, điều khiển từ xa. Rất là hay đúng không ạ? Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt phần mềm và chúng ta sẽ liên kết với chiếc điện thoại này. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào Google Play hoặc là các bạn vào App Store của iOS. Các bạn tìm kiếm các cái phần mềm có tên là Kanani hoặc là PIO. Các bạn cài đặt về máy. Một trong hai phần mềm này, phần mềm nào cũng có thể liên kết được với nó, nên các bạn sẽ chọn một trong hai, cái nào cũng được nhé. Bây giờ mình sẽ, sau khi các bạn cài đặt xong thì các bạn sẽ vào phần cài đặt của điện thoại, kết nối wifi, và các bạn sẽ tìm kiếm ra được cái thiết bị có cái tên wifi như là cái camera này. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái thì ngay trên điện thoại sẽ có một cái wifi có tên là 4K Spot DV. Các bạn sẽ kết nối với nó. Sau khi kết nối xong thì chúng ta sẽ quay lại cái phần mềm mà chúng ta vừa mới tải về. Các bạn bật phần mềm lên. Thì ngay lúc này hình ảnh nó đã được truyền tải lên điện thoại luôn. Ngay tức khắc luôn. Đấy. Rồi như vậy là cái phần mềm ứng dụng này với cái cách liên kết wifi như này rất là thuận tiện cho những ai mà quay video tương tự như mình. Chẳng hạn như bây giờ các bạn để máy quay cao lên như thế này và nó quá cái tầm mắt các bạn nhìn, nhưng mà các bạn không biết căn được hình ảnh nó sẽ đi đâu, thì các bạn sẽ kết nối điện thoại và các bạn hướng dẫn video như thế này, nó căn vào đúng giữa hình ảnh. Rất là OK, đúng không ạ? Tuy rằng là nó cũng có độ hơi trễ một chút. Để các bạn nhìn này, nó cũng hơi trễ một chút, nhưng mà như vậy và như vậy là OK rồi. Và các bạn muốn chụp hay muốn quay thì chúng ta sẽ quay ở trên đây. Nhấn đây là nó quay, nhấn đây là nó tắt. Muốn chụp hình chuyển sang chế độ chụp hình. Đấy. Như vậy là đã kết nối được với điện thoại. Tiếp tục phần cuối của cái phần hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta liên kết được với một cái màn hình ngoài.
Ví dụ như các bạn có tivi, các bạn muốn liên kết cái màn hình to hơn, và cũng tương tự như giống như mình đang liên kết cái máy quay bây giờ ở đây này với cái màn hình này để mình căn hình ảnh, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái màn hình đó để liên kết cho các bạn xem nhé. Rồi mất luôn ạ. Đây, bây giờ các bạn muốn xem được thì chúng ta hiện tại cái máy quay của mình là Sony thì nó cũng sử dụng bằng cái jack mini HDMI. Vô tình thì ở đây nó cũng dùng mini HDMI luôn. Chúng ta chỉ việc cắm vào đây. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là màn hình nó chuẩn bị nó lên luôn. Rồi, đấy. Và hiện tại nếu như chúng ta liên kết bằng cáp như thế này thì chắc chắn một điều rằng là cái độ trễ của nó hầu như chúng ta không thể thấy được. Đúng không ạ? Nó rất là nhạy luôn. Vì vậy là nếu như các bạn mà quay video giống mình á, mình sẽ để cái vị trí nơi đây nhá. Để ngay vị trí ở đây luôn cho bạn xem này. Đấy, nó giống như lúc nãy mình quay đúng không ạ? Mình căn hình ảnh như này rất là thuận tiện. Đó, mà cái góc rộng của máy quay này mình cảm thấy là các bạn quay vlog cũng được, mà các bạn quay trong nhà như này mình cũng được. Đấy, ví dụ như mình nâng cái sản phẩm này lên các bạn thấy này. Đấy, cũng rất là ok đúng không ạ? Rồi, như vậy là đối với một chiếc máy quay có 1.999.000 mà chúng ta sẽ có được cái thời gian là 12 tháng bảo hành, cùng với đó quà tặng rất là hấp dẫn, cùng với đó là một dàn cái phụ kiện mà không biết là những cái gì luôn. Và có những tính năng rất là độc đáo. Như vậy là mình nghĩ các bạn có thể hoàn toàn yên tâm để lựa chọn sản phẩm. Còn về cái thông tin sản phẩm thì các bạn có thể truy cập sonchinavn.com để đặt hàng, hoặc các bạn có thể xuống phần link mô tả để thấy cái link mua hàng nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.